chào mọi người nhé, em còn cái đầu 355 này, em bán cái bộ 5 xích cho anh khách, còn cái đầu chế còn nhé. Tiền con đẹp đầu này xả cho mọi người 1 triệu nha. Đó, máy thì xước trái, rồi mình kiểm mở ra mình kiểm nông nha, nông ok thì mình thay cái. 1 triệu cái đầu này nha mọi người. Nói chung là phân tích ra thì cái phụ tùng của nó cũng khá là cao. Ví dụ cô chú anh chị mua cái chế của nó không cũng 150, 180 hay tùy chỗ nó bán 200 ngàn rồi cái chế. Rồi cái tay này nó về ví dụ như nhiều con nó gãy ấy, khó kiếm lắm á. Cái tay của 355, 350 thì nó nhiều chứ 355 kiếm thì cũng mệt lắm á. Cái tay này không cũng 2 xị. Cái chụp giật không cũng 2 xị. Cái lóc không cũng được 3 xị rưỡi, 4 xị rồi. Rồi bình chân con, nắp xăng, rồi tay cầm, rồi ốp lam, rồi bơm nhớt rồi. Nói chung tính ra thì nó sẽ rất là, nói chung là hơn cái giá 1 triệu đó. Rất là lời. Đó là đối với anh em mà chuyên làm về sinh lý qua này. Cái này là em bán rồi, bán có hai hàng bãi nha. Em bán là em bán cho nó nhanh thôi. Nên là con này em bán cái đầu này 1 triệu nha, không bao ship.